Năm học 2018-2019, trường mầm non Mùng 8 tháng 3 thuộc xã Triềng Khong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh của trường tiến hành thu quỹ phụ huynh đối với các cháu học sinh đang theo học tại trường. Tuy nhiên, việc thu chi các khoản đã đóng góp lại không được công khai, minh bạch hay có công khai minh bạch thì các khoản thu chi này lại không nhận được sự đồng tình của các bậc phụ huynh, cho rằng việc chi số tiền đã đóng góp vào những khoản chi vô lý, trong đó chi 142 triệu đồng cho việc mua nước lọc để cho các cháu học sinh uống và phục vụ cho việc nấu ăn bán trú. Trong khi đó, nhà trường đã mua máy lọc nước để sử dụng, chi 30 triệu 600 ngàn đồng cho việc mua thuốc tân dược và chi 8 triệu 500 ngàn đồng để thanh toán tiền điện và tiền lao động. Việc thu và sử dụng quỹ tại ngôi trường này đã khiến nhiều phụ huynh vô cùng bức xúc. Tôi chỉ nhớ những cái chính thôi, nhưng còn cái phụ thì lại không nhớ, nhưng mà những cái chính thì đọc thông qua những cái chính để cho các chú biết là cái tiền xã hội hóa giáo dục là 1 triệu. Còn tiền quỹ của hội cha mẹ học sinh là 350.000. Tiền lao động là 150.000 một cháu. Còn tiền quỹ lớp là 20.000 xanh thì cái đấy thì tôi cũng không nhớ được rõ, tại vì quỹ lớp thì là riêng không nhớ. Thì còn tiền mua đồ dùng cho các cháu là 10.000. Tôi nghĩ như thế là quá cao, mà trong khi đấy cái cơ sở vật chất của nhà trường thì cũng chưa đáp ứng được với cái mức thu như thế, mà cũng chưa đáp ứng được. Mà dân trí thì nó lại cái hộ nghèo ở đây thì nó cũng rất là nhiều. Mức thu như thế thì tôi nghĩ là cao. 2018-19 là nhớ là 1.140.000, không biết ạ. Là tất cả các khoản chi phí là cô giáo mà bảo vệ nộp nhà trường được lấy từ giếng khoan của bản và mỗi năm có nộp 10.000 tiền nước. Được biết, Ủy ban Nhân dân huyện Sông Mã cũng đã tiến hành thanh tra kiểm tra, làm rõ thông tin về việc lạm thu trong năm học 2018-2019 tại ngôi trường này. Tuy nhiên, sau việc thanh kiểm tra, mọi việc lại đâu vào đấy. Đặc biệt, theo thông tin phản ánh, khi nhà trường huy động đóng góp các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo không có tiền đóng cho các cháu, thì bị cô giáo dọa sẽ không nhận học sinh nếu không đóng góp các khoản. Cô giáo máu vào đi nộp các khoản tiền đóng góp thì gia đình vào không có, ngô thì chưa bán được. Thì cô giáo lên bao giờ mới nộp cho cô giáo, phụ huynh. Nó bảo thế. Thì gia đình chưa lá hoàn cảnh nó không có rồi. Thì cô giáo cứ vào thì không có. Thì không biết nói cái gì, cô giáo bảo nếu không nộp tiền đóng góp thì sẽ không nhận cháu, sẽ chuyển sang chỗ khác. Cháu bảo nói thế. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Triềng Khong, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, tại trụ sở làm việc, cả hai đơn vị này cho biết không thể trả lời báo chí khi không được sự cho phép của huyện, vì huyện đã có quy chế phát ngôn. Đáng nói, quá trình phóng viên liên hệ làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Sông Mã, trên mạng xã hội Facebook của trường mầm non Mùng 8 tháng 3 Triềng Khong xuất hiện dòng trạng thái được một cá nhân có tên Vũ Vũ đăng tải với nội dung: hiện nay có một nhóm báo chí chuẩn bị đến đơn vị trường mình, sếp đề nghị giáo viên chú ý trong việc phát ngôn, trường hợp họ có hỏi nội dung nào, các đồng chí cần xin ý kiến của ban giám hiệu nhà trường. Không phát ngôn khi chưa có ý kiến chỉ đạo, họ sẽ hỏi về nội dung chuyên môn nên các cô giáo lưu ý, thống nhất trả lời theo kế hoạch giáo dục đã xây dựng. Có hay không, việc núp bóng ban đại diện cha mẹ học sinh để lạm thu tại trường mầm non Mùng 8 tháng 3 Triềng Khong? Trách nhiệm thuộc về ai? Và ai phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng nói trên? Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.